người con gái đó, ví dụ như bạn mới quen, fan hâm mộ, hay là người yêu cũ, hay là người mình đang yêu. Dạ, em là... nói cho anh Bin anh có người làm ở trong công ty. Rồi bạn cũ. Mới quen thì em chỉ phát hiện được có một cô thôi. Là có người yêu cũ luôn. Người đó thấy chưa? Cô mà cái con cá dạ, mà dạ, mới dạ, chia tay. Đúng rồi, mà cô đó cho ôm luôn. Dạ không có, cái cô đó chủ động anh, mà anh không có nói với em. Nhưng mà cái tay nó lòn qua cái eo hết. Có câu vô không? Em chỉ thấy tay có dài. Nhưng rồi. Cái mắt đó ảnh có nhìn vào mắt của cô kia, cái môi có gì không? Không không, cái cô kia. Cái cô kia làm cái môi lên mà. Cái bữa đây tự nhiên mở ra em xem. Thế là em thấy hình của cô đó gửi lại cho ảnh. Thì hai người chụp chung với nhau nhiều tập, nhiều tấm lắm, khoác vai. Rồi cái cô đó cô làm như là hôn giả vờ, hôn lên mái mà chua mỏ gì đó. Em hỏi anh chị chứ bây giờ ta có chồng, ta có vợ rồi. Mình làm vậy đâu được. Mà anh này cũng để vậy chụp hình luôn. Tối em coi xong cái em cả đêm ngủ không được luôn. Em nói anh này không có khi nào hả, anh quen lại cái cô đó hay sao. Thế là sáng ra ngủ dậy cái em hỏi anh, ủa đêm anh nằm mơ à, anh gọi tên cô đó 3 lần rồi, anh có chuyện gì với cổ không? Mà thực chất là đêm không có gọi. Chẳng đâu. Đúng rồi chị. Anh cũng tin em, anh nói thiệt hả? Nói ủa anh đâu có gì đâu, sao tự nhiên anh gọi vậy? Chứ sao em mới chơi chứ thì em đâu biết đâu. Thì người ta bình thường người ta nói là ban ngày hay có chuyện gì nhiều thì đêm người ta mới nằm mơ ta nói thôi. Rồi cái anh nói không có. Nói em đưa tấm hình đó ra cho anh coi, cái anh hết chối. Anh nói chứ tại vì anh có việc ở làm bên nhân sự, anh nhờ cổ. Rồi xong rồi ảnh đi ăn chung với cổ rồi chụp hình chung nhau vậy thôi. Chứ anh với cổ không có gì hết. Ảnh thề hốt đủ thứ hết trơn á. Em không có tin, nhìn cái tấm hình đó sao tin được. Không, bây giờ vậy đi, trắc nghiệm cái đi. Dạ. Bây giờ cái tư thế mà chồng em gọi là chụp hình với cái cô người yêu cũ là như thế nào em? Diễn tả lại đi. Tức quá không, thì được. Em đưa cái mặt em đưa cho cô. Anh ngồi xích vô đây. Anh ngồi xích vô đây. Rồi đó, tư thế nè. Đó, anh đưa giả bộ đưa tay selfie đi. 34 nè, 34 nè. Đó, vậy nè. Rồi, rồi, bây giờ cái tư thế mà chồng em chụp hình với lại cái cô mà đồng nghiệp thì như thế nào? Tay anh khoác vậy. Còn không thì là ôm eo dưới. Đó. Là đồng nghiệp. Là chụp hình cưới đó. Đồng nghiệp. Là đồng nghiệp đúng không? Rồi cái cô mới quen thì sao? Chụp vậy á chị. Là chụp y vậy. Chỉ dạ. Có riêng cái cô kia là tư thế vậy. Chu môi. Dạ. Ủa nó nghe nè, ở nhà mấy đứa còn hình đó không vậy cho anh coi là đúng rồi. Xóa hết rồi. Tại sao em lại dễ nhảy cho người ta như vậy? Hả? Xa ngã nữa. Tại vì thật sự là vậy thì em cũng có nhờ làm một số chuyện bên nhân sự. Có hứa là đãi đi ăn, tranh thủ ra ăn được khoảng nửa tiếng gần chỗ làm thôi thì tự nhiên hứng lên thì chụp hình thôi chứ. À, chụp ở là đâu? Chỗ quán ăn chị. Chứ mày khách sạn à? Dạ không. Dạ em làm khách sạn. Thì đó, thì bởi chị mới hỏi em đó. Có khách sạn. Người ấy có người... khách sạn không? Có không? Có khách sạn ảnh làm. Cái lần đó là mới đây, em cũng lại coi điện thoại ảnh thì em thấy ảnh chụp một mình cổ thôi. Đứng ở trên cầu thang trong khách sạn của ảnh á. Em kiểm tra điện thoại xem để nguyên hình thì em không tắt đi. Cái anh mở lên anh coi, cái anh thấy anh nhắn tin về em, anh kêu chứ hôm qua nó lên đây nó đi chung với lại người yêu của nó khỏi ghen. Em hỏi ảnh á thì anh nói là tại vì anh thấy cái góc chỗ đó đẹp. Chị nghe cái chuyện của em mà tự nhiên chị cũng khó chịu nữa thiệt. Chuyện lặp lại 2 lần, một lần á thì là đi ăn bỏ, còn một lần sau thì chụp ở khách sạn mặc dù là cầu thang rồi lại chơi cái chiêu trận đầu nữa. Dạ. Đi với người yêu của cổ khỏi ghen là sao? Sao biết người ta ghen mà nó khỏi ghen? Ví dụ vậy thì người yêu cổ đâu tại sao chụp chung? Dạ có gì em có coi hình mà. Nhưng mà có chụp chung không? Em có thấy hình không? Em không thấy. Có khi nào mà em đó, làm có rồi. Rồi có khi nào mà em cảm giác trong người mình muốn đi đánh ghen cho rồi không? Không chị, em có nói với ảnh rồi. Em thì tin anh nhưng mà em không tin cái người ngoài. Thí dụ như anh không muốn nhưng mà nếu như người ngoài người ta cứ đưa đẩy thì làm sao anh từ bỏ được? Ừ. Em có hiểu là vợ em nhắn nhủ cái gì đó với em biết.